Chào các bạn, chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải sách bài tập bài số 17 động năng, thế năng và định luật bảo toàn cơ năng, sách chân trời sáng tạo. Câu 17.1. Động năng là một đại lượng vô hướng và không âm nha các em. Động năng được tính bằng công thức là 1/2 tích khối lượng và vận tốc bình phương. Vận tốc bình phương là không âm rồi. M là đại lượng vô hướng dương. Động năng của một vật không có đặc điểm nào sau đây. Phụ thuộc vào khối lượng của vật. Tất nhiên là động năng nó phụ thuộc vào khối lượng của vật rồi. Không phụ thuộc vào hệ vi chiếu. Là sai nha. Động năng nó phụ thuộc vào hệ vi chiếu. Nghĩa là trong các hệ vi chiếu khác nhau thì vận tốc nó sẽ khác nhau. Do đó vận tốc có tính tương đối. Vậy là động năng nó cũng có tính tương đối, nghĩa là phụ thuộc vào hệ vi chiếu ha. Các em chọn đáp án B. Nó phải phụ thuộc vào hệ vi chiếu mới đúng. Câu 3. Thế năng trọng trường của vật có giá trị nào? Thì thế năng trọng trường được tính bằng công thức MGH. H có thể âm, dương hoặc bằng 0. Do đó thế năng nó có thể âm, dương hoặc bằng 0. Tại vì cái H này á là cái độ cao của vật, nghĩa là vị trí của vật so với gốc thế năng. Mà gốc thế năng mà chúng ta chọn tùy ý. Vì thế mà cái H này có thể âm, có thể lớn hơn 0, cũng có thể là bằng 0. Vì thế mà thế năng nó có thể là dương, có thể âm, cũng có thể bằng 0 luôn. Câu số 4. Cơ năng của một vật bằng. Cơ năng của vật chính là bằng tổng động năng và thế năng của vật. Em chọn câu C. Câu 5. Cơ năng của một vật được bảo toàn khi nào? Khi vật chịu tác dụng của lực nhưng không phải là lực thế là sai. Vật chịu tác dụng của lực phải là lực thế. Lực thế ở đây chính là trọng lực đó các em. Trọng lực. Còn những cái lực khác như lực ma sát hoặc lực cản không phải lực thế nha. Mà khi mà vật chịu tác dụng của những cái lực mà không phải lực thế thì cơ năng sẽ không được bảo toàn. Vật chịu tác dụng của lực thế này. Các em chọn câu B luôn. Lực thế hay còn gọi là lực bảo toàn đó, chính là trọng lực. Còn nếu mà xét trong trường hợp là những cái vật có tính đàn hồi á, thì mình sẽ có lực thế ở đây chính là lực đàn hồi. Vậy có hai loại lực thế nha. Mình học về trọng lực thôi, chứ không có nói về lực đàn hồi. Vậy lực thế chính là lực trọng lực hoặc là lực đàn hồi. Nếu mà vật chịu tác dụng của khi mà vật bị biến dạng đó thì cơ năng của vật được tính bằng động năng cộng cho thế năng đàn hồi. Do đó cơ năng bảo toàn trong trường hợp đó là ứng với trường hợp là lực thế ở đây là lực đàn hồi. Còn nếu mà vật chuyển động trong trường hấp dẫn của đáy đất á, thì lực thế chính là trọng lực. Các em nhớ nha. Câu 6. Xét một cái vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực tại vị trí vật có động năng cực đại thì... Nếu mà động năng cực đại á, thì thế năng sẽ cực tiểu ha. Tại vì cơ năng bảo toàn. Tại vì vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng bảo toàn. Khi mà động năng tăng thì thế năng giảm. Khi mà động năng tăng đến cực đại thì thế năng sẽ về cực tiểu ha. Em chọn A. Câu 7. Động năng của vật sẽ thay đổi như thế nào nếu khối lượng của một vật tăng gấp đôi? Và tốc độ của vật giảm một nửa. Đầu tiên các em để làm được những bài tập như thế này, các em nên viết công thức ra. Động năng thì bằng 1/2 khối lượng nhân cho vận tốc bình phương. Đề bài yêu cầu là khối lượng tăng gấp đôi, nghĩa là lúc này chúng ta thấy rằng m lúc tăng gấp 2 lên thì là 2. Rồi vận tốc giảm một nửa mà bình phương lên đã sẽ thành 4, giảm 4. Vậy là 2 × 1/4 chính là bằng 1/2. Vậy là động năng sẽ giảm đi một nửa. Giảm đi một nửa. Động năng giảm đi 2 lần. Các em chọn đáp án B. Nha. Khối lượng tăng gấp đôi. Vận tốc giảm một nửa thì bình phương lên là giảm 4. Vậy là động năng khi khối lượng tăng 2 thì động năng tăng 2. Nhưng mà vận tốc giảm một nửa thì động năng là giảm 4. Vậy em nhân lại thì ra là giảm 2. Câu 8. Ba và bóng chống hệt nhau được ném ở cùng độ cao. Từ đỉnh của một tòa nhà như hình 17.1. Và bóng 1 được ném theo phương ngang. Bóng 2 được ném xiên hướng lên trên. Bóng 3 ném xiên hướng xuống dưới. Các quả bóng được ném với cùng tốc độ đầu. Nghĩa là vận tốc V0 là bằng nhau. Bỏ qua lực cản này các em. Không khí. Sắp xếp tốc độ của các quả bóng khi chạm đất theo thứ tự giảm dần. Thì các em để ý nè. Khi mà bỏ qua ma sát á, thì cơ năng của quả bóng á, tại mọi vị trí đều như nhau.
bất kỳ vị trí nào thì cơ năng cũng đều như nhau. Cho đó là do là vật bỏ qua lực cản nên vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực, nên cơ năng tại vị trí lúc ném cũng bằng cơ năng của vật khi chạm đất. Mà cơ năng tại vị trí lúc ném là thật là V kép. Còn khi vật chạm đất thì cơ năng chính là bằng động năng, chính là bằng 1 phần 2 MV bình. MV bình là MV bột bình. Cơ năng này cũng bằng 1 phần 2 MV2 bình, cũng bằng 1 phần 2 MV3 bình. Do cái V kép này không đổi, M này, ba vật này cùng khối lượng, tại vì nó giống nhau. Này, ba bóng giống hệt nhau. Do đó cái vận tốc nó phải như nhau. Ha? Vận tốc phải như nhau. Vậy là vận tốc chạm đất phải như nhau. Ba và bóng chạm đất với cùng tốc độ. Câu 9. Một cái vận động viên trượt tuyết có tổng khối lượng 60kg bắt đầu trượt trên đồi tuyết từ điểm A đến điểm B. Biết điểm A có độ cao hơn điểm B 10m. Giả sử lực cản không đáng kể, nghĩa là cơ năng sẽ bảo toàn. Động năng của vận động viên này khi đến vị trí B. Các em dùng định luật bảo toàn cơ năng để giải bài này. Ví dụ đây là mặt đất trượt từ A đến B như thế này đi. Đây là B, đây là A. Và cái độ cao ở A lớn hơn độ cao ở B. Đây là độ cao này các em. Độ cao A này. Lớn hơn B là 10 mét. Từ đây này là 10 mét. Do là không có lực cản nên cơ năng bảo toàn. Nên thầy có cơ năng tại vị trí A chính là bằng thế năng. Vậy là để làm được bài này mình chọn móc thế năng. Thông thường các em chọn móc thế năng mặt đất, nhưng mà trong trường hợp này thầy chọn móc thế năng tại vị trí B. Móc thế năng tại vị trí B này. Dẫn đến là cơ năng tại A sẽ bằng thế năng chính là MG. MG gì? MGH. H ở đây chính là khoảng cách từ điểm A đến vị trí B. Nghĩa là A cao hơn B là 10 mét. Này, đề bài này. A cao hơn B bằng 10 mét thì khúc này là 10 mét. Nên mình sẽ có là MG nhân cho, thầy ghi là HA trừ HB bằng MG. Để đây luôn đi ha. Tiếp theo, cơ năng tại vị trí B. Do thầy chọn móc thế năng tại vị trí B rồi, nên thế năng tại vị trí B bằng 0. Thì lúc này nó chính là bằng động năng tại vị trí B bằng 1 phần 2 MVB bình phương. Do bỏ qua lực cản không khí này nên cơ năng bảo toàn. Các em có V kép A bằng V kép B. Cho hai vế này bằng nhau, chúng ta có G HA trừ HB bằng 1 phần 2 MVB bình. Thầy bỏ hai vế chữ M, thầy chia hai vế cho M bỏ luôn nha. Lúc này mình rút cái V ra. Nhân 2 lên đây là bằng 2G nhân cho HA trừ HB. Chính là nhân 10 luôn đi. Bỏ cái bình này thì căng lên. 2 nhân cho G. G là đề bài cho 10. Bằng 200. 200 gì là 10 căn 2. 10 căn 2. Vậy là bằng là 10 căn 2 nha. À nhầm, bài này tính động năng. À vậy động năng. Tính động năng thôi các em. Nhầm. Tính động năng. Động năng chính là bằng cơ năng. Chính là bằng. Vậy động năng nó bằng luôn nha. Nhầm. Tính vận tốc bất rồi. Tính động năng nghĩa là cái động năng cơ năng tại B chính là động năng luôn, bằng thế năng tại A luôn, nghĩa là bằng MG, là bằng M là 60kg này, nhân G là 10 này, HB được A là 10 này, là 6.000 joule, là 6 nhân mũ 3 joule, là 6 kilo joule đó. Các em chọn A, đọc không kỹ đề hãy tương tính vận tốc. Câu 10. Vận động viên nhảy cầu xuống cái hồ nước từ tấm ván cao 10m so với mặt hồ. Tốc độ của người khi cách mặt hồ 4m. À, tính tốc độ khi mà cách hồ 4m. Nhảy từ độ cao 10m. Các em dùng bảo toàn cơ năng nha. Ví dụ như đây cái hồ nước này, móc thế năng này. Ở đây là vị trí là cao 10m này. Xuống đây là vị trí là 4m. Tính tốc độ ở đây này. Đầu tiên thầy đặt vị trí này vị trí số 1. Vị trí này vị trí số 2 thì lúc này cơ năng ở vị trí số 1 là bằng V kép 1 thì bằng động năng cộng thế năng. Từ lúc nhảy thì động năng bằng 0 nên nó bằng
MGH1. Cơ năng tại vị trí 2 chính là bằng động năng cộng thế năng, nghĩa là bằng 1 phần 2 MV bình phương cộng MGH2. Chưa? Mình tính tốc độ là mình phải tìm vận tốc. Vậy thì tính cái động năng trước đi. Cho hai cái này bằng nhau, V1 bằng V2, nghĩa là bằng MGH1. Chưa? Rút về luôn đi ha. Vậy là hai cái vế này bằng nhau, mình chuyển qua đây thì mình sẽ có là 1 phần 2 MV bình phương bằng MGH1 trừ MGH2. Đặt MG ra chung, còn H1 trừ H2. Chia hai vế cho M, mình khử M luôn. Sau rút V bình ra, thì mình đá số 2 lên đây là 2GH1 trừ H2. Bỏ bình đi thì căng lên. Rồi thay vào thôi. 2 nhân G là 9,8. Nhân H1 trừ H2 là 10 trừ 4 được 6. À, 6, 2, 12 nhân 9,8. 10,8. 10,84 ha. Câu C. Rồi chúng ta vào phần tự luận. Câu số 1. Một chiếc máy bay bắt đầu tăng tốc từ trạng thái nghỉ ha, là từ trạng thái vận tốc bằng 0. Để đạt được tốc độ đủ lớn cho máy bay có thể cất cánh được thì động năng máy bay phải thay đổi như thế nào? Để đạt được tốc độ cất cánh thì máy bay phải tăng dần vận tốc, nghĩa là động năng của máy bay sẽ tăng lên ha. Động năng máy bay sẽ là tăng dần. Khi mà động năng tăng lên thì tốc độ cất cánh sẽ tăng lên. Khi mà đạt đủ tốc độ cất cánh rồi đó thì máy bay được. Do đó đường bay người ta phải làm dài ha. Tăng. Động năng máy bay sẽ tăng lên. Nghĩa là sẽ là chuyển động sẽ nhanh dần lên. Câu số 2. Một người nâng tạ lên cao cho tốc độ của tạ không đổi, nghĩa là nâng một cách không đổi lên cao. Ví dụ như đây là mặt đất này, tạ này. Nâng lên cao với một vận tốc V không đổi. À, nâng lên nha, đi lên không đổi. Chọn góc thế năng tại mặt đất là vị trí này, góc thế năng là thế vị trí O, là thế năng bằng 0. Trong các đại lượng động năng, thế năng, cơ năng, đại lượng nào của tạ không thay đổi trong quá trình trên? Đầu tiên mình nói động năng. Thứ nhất là động năng không đổi. Tại vì nâng tạ lên với vận tốc không đổi. Nên động năng không đổi bằng hàng số. Không đổi. Thứ hai, thế năng. Thế năng VKT của vật sẽ tăng lên. Tại vì móc thế năng vị trí mặt đất nên khi nâng lên thì cái độ cao sẽ tăng lên. Nên thế năng sẽ tăng lên. MGH tăng lên. VH tăng. Cái độ cao nó tăng lên. Thứ ba là cơ năng. Cơ năng thì các em thấy rằng cơ năng nó sẽ là như thế nào? Cơ năng nó sẽ là tăng lên nha. Cơ năng tăng lên. Tại vì sao? Khi mà mình nâng lên á. Mình nâng lên á thì rõ ràng á là động năng không đổi. Trong khi thế năng lại tăng. Vậy là cơ năng nó tăng lên. Tại vì cơ năng ở đây nha, là chỉ là bằng động năng thôi. Khi mà lúc mà bắt đầu mình nâng lên á, thì nó có động năng, không có thế năng. Nhưng mà mình khi nâng đến độ cao á, thì động năng nó không đổi. Nhưng mà thế năng lại tăng lên, do đó cơ năng tăng. Cơ năng nó phải kép tăng. Vì động năng không đổi. Động năng không đổi. Còn thế năng thì tăng. Tại vì chúng ta biết rằng cơ năng thì bằng động năng cộng thế năng. Khi mà thế năng tăng thì bắt buộc động năng phải giảm xuống để cơ năng được bảo toàn. Nhưng mà do cái này là động năng lại tăng là vẫn giữ không đổi. Do đó là động năng phải tăng lên. Yeah. Tiếp tục câu số 3. Một cái thùng hàng bắt đầu trượt xuống từ một cái đỉnh của một máng nghiêng nhẵn ma sát bỏ qua. Nếu tăng góc nghiêng của cái máng thì tốc độ của thùng hàng tại chân máng nghiêng thay đổi như thế nào? Như cái máng nghiêng là nó có một cái độ dài như thế này. Khi mà mình tăng góc nghiêng lên, đây góc nghiêng này, góc nghiêng alpha. Khi mình tăng góc nghiêng lên, bên đây đi.
thành góc nguyên beta tăng góc lên. Thì lúc này á, khi em móc thế nào vị trí này, khi mình tăng góc nguyên lên á, thì dẫn đến là cái độ cao nha, nghe độ cao nó sẽ tăng lên, nên vật sẽ từ vị trí này đưa lên đây sẽ cao hơn một đoạn là h như thế này, đúng không? Vậy tăng góc nghiêng thì dẫn đến độ cao của vật sẽ tăng lên, mà độ cao của vật tăng lên thì thế năng ban đầu của nó sẽ tăng, thế năng ban đầu tăng, tăng lên khi alpha góc alpha tăng, nghĩa là khi góc alpha góc nghiêng tăng, thế năng ban đầu tăng nên dẫn đến là cái động năng ở trước khi chạm đất sẽ tăng, dẫn đến là động năng, tại vì toàn bộ thế năng nó chuyển hóa thành động năng. Khi động năng, khi thế năng ban đầu tăng lên, càng tăng lớn lên thì nó chuyển hóa thành động năng phía dưới chân mặt phẳng nghiêng sẽ lớn lên, nên động năng ở chân mặt phẳng nghiêng sẽ tăng, chân mặt phẳng nghiêng tăng, do đó vận tốc sẽ tăng lên. Câu 4. Một quả bóng bowling được treo trên một trần nhà bằng một sợi dây không giãn. Một học sinh thực hiện thí nghiệm biểu diễn bằng cách kéo quả bóng lệch khỏi vị trí cân bằng của nó và gần chạm bức tường thôi. Sau đó thả cho quả bóng ra như hình 17.2. Thả cho nó đung đưa qua đung đưa lại thế này. Trong quá trình chuyển động, quả bóng có thể va chạm vào tường không? Tại sao? Thì đây là quá trình chuyển động của một con lắc đi qua đi lại như thế này. Thì cái ban đầu là sợi dây là vị trí cân bằng là vị trí lò xo, nó sẽ là treo cái vật này treo theo phương thẳng đứng là vị trí cân bằng, nghĩa là vị trí thấp nhất của vật chính là vị trí là móc thế năng, góc thế năng là O. Khi nó đi qua đi lại thế này thì có sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng. Vậy trong quá trình chuyển động và bóng có thể va chạm bức tường hay không? Thì nếu mà mình xét đến không có ma sát đi, thì dẫn đến cơ năng bảo toàn, thì sau khi chuyển động qua bên kia rồi về lại thì nó vẫn ở trạng thái ngay chỗ đó, nghĩa là vẫn không thể là chạm bức tường được nha. Nếu trường hợp mà không có ma sát bảo qua lực cản đó, thì sau khi chuyển động qua bên kia thì nó sẽ về lại vị trí cũ, nghĩa là cơ năng bảo toàn không có ma sát, thì dẫn đến là V kép là cơ năng bằng một hàng số, dẫn đến nó sẽ trở lại vị trí cũ sau khi dao động nha. Trong quá trình chuyển động thì chúng sẽ về vị trí cũ và cũng xét mép tường ha. Chúng trở về vị trí cũ, trở về vị trí cũ ha. Vì vị trí ban đầu đi sau một dao động, sau một dao động đó, cho không có ma sát thì cơ năng bảo toàn, thì sau một dao động đi qua đây về lại thì nó vẫn ở vị trí cũ nên sẽ không chạm bức tường. Còn nếu mà có ma sát chăng nữa đi, có ma sát thì cơ năng sẽ bị giảm dần, cơ năng giảm, cơ năng không có bảo toàn nữa mà cơ năng bị giảm, thì vật sẽ không trở lại vị trí cũ mà vị trí xa mép tường hơn, dẫn đến là không trở về vị trí cũ. Vị trí ban đầu mà ở vị trí xa mép tường hơn, mà ở vị trí xa mép tường hơn, tại vì cơ năng nó bị giảm xuống rồi thì không thể nào đạt độ cao ban đầu nha, nên không thể đạt độ cao ban đầu nên nó xa, do là không thể đạt độ cao ban đầu. Tại mất năng lượng rồi thì không thể đạt độ cao ban đầu, thì nó sẽ ở vị trí chỗ này thôi. Nếu có ma sát sẽ dần dần nó sẽ tắt dần như này, chứ không bao giờ mà vượt quá cái vị trí ban đầu. Chỉ có nếu chúng ta đẩy thêm một lực vào đó, chúng ta cung cấp thêm năng lượng của nó thì khả năng của nó mới chạm vào được. Còn nếu chúng ta không cung cấp thêm năng lượng thì ma sát nó sẽ cản trở chuyển động của vật, và cơ năng sẽ không bảo toàn và cơ năng bị giảm đi.
thì năng lượng của nó sẽ không thể nào đủ để đưa nó về trạng thái ban đầu, vì nó cản sát bức tường. Câu 5. Một chiếc ô tô đang chạy thì phanh gấp để giảm tốc nhằm tránh va chạm với một chú chó băng ngang qua đường. Trong quá trình hãm phanh, động năng của ô tô thay đổi như thế nào? Vậy hãm phanh mà thì động năng nó phải giảm thôi, tại vận tốc giảm. Nghĩa là vận tốc giảm, suy ra động năng giảm. Vậy là năng lượng nó bị giảm đi, cơ năng nó bị giảm đi đó. Trong trường hợp này, cơ năng của ô tô có bảo toàn không? Tất nhiên là không. Không bảo toàn. Đấy. Tại vì năng lượng của vật bị giảm, cơ năng của vật bị giảm do có ma sát. Tại vì khi phanh gấp, thì ma sát giữa bánh xe với mặt đường, cộng với lực cản nữa. Do đó nó sẽ cản trở chuyển động. Do đó cái phần động năng, phần năng lượng do chuyển động này nó chuyển hóa thành công của lực ma sát. Cái năng lượng, cái phần động năng nó bị mất đi đó. Phần năng lượng, cái động năng nó giảm đi đó. Phần động năng giảm đó các em. Cái phần động năng này, VFD giảm đó, nó chuyển hóa thành nhiệt năng. Thành nhiệt. Nhiệt này là do ma sát đó các em. Do ma sát giữa bánh xe với mặt đường, hoặc là do ma sát giữa lực cản của chất lưu là không khí đó, đối với vật. Vì thế mà cái phần năng lượng giảm đi, nó chuyển hóa thành nhiệt do có ma sát. Vì thế cơ năng nó không có bảo toàn nữa. Câu 6. Một bạn học sinh đang thực hiện sắp xếp lại tủ sách. Trong đó bạn học sinh này phải nâng một quyển sách từ mặt sàn lên tủ. Động năng của quyển sách tại mặt sàn mặt sàn và khi đặt trên tủ đều bằng 0. Trong khi công mà bạn học sinh thực hiện lại khác không? Điều này có mâu thuẫn với định lý động năng hay không? Tại sao? Xem chuyển động của quyển sách là đều. Nhớ là chuyển động quyển sách là đều nha. Ví dụ thầy có vị trí này, vị trí ở dưới này, vị trí trên tủ này. Ở đây là nó đang nằm yên. Đây, bằng này. Đúng không? Ở vị trí trên cao này là động năng bằng 0. Ở vị trí dưới thấp này, động năng bằng 0. Đang nằm yên. Và khi mà nâng quyển sách lên với một vận tốc không đổi, thì có mâu thuẫn với định lý động năng hay không? Thì các em biết rằng định lý động năng là độ biến thiên động năng, nghĩa động năng lúc sau, lúc 2 đi, lúc 1. Thì các em có rằng động năng lúc sau là VFD2 trừ cho VFD1. Ta có nha. Thì bằng gì? Bằng công của lực, công của ngoại lực, công của lực tác dụng vào vật. Ở đây có hai lực. Khi chúng ta nâng vật lên á, thì trọng lực là lực cản. Còn lực năng của tay á, là lực phát động. Do đó chúng ta sẽ có hai lực. Thứ nhất là thầy coi như cái bảng đường này là F đi. Thì chúng ta sẽ có bằng công của trọng lực cộng công của lực năng. Công của trọng lực là công cản, tại vì trọng lực ngược chiều với chiều chuyển động năng lên. Nên mang dấu trừ. Trừ B nhân. Quãng đường là S. Chứ nào? Đó. Tức nghĩa là B nhân S nhân cos 180, mà cos 180 thì bằng trừ 1 chỗ này này, thì để dấu trừ chỗ này luôn. Cộng công của lực năng. Công lực năng chính là bằng F nhân S nhân cos 0 độ bằng 1. Mà khi mà nâng đều thì F bằng B. Nâng đều thì F bằng B. Do đó chúng ta sẽ có là trừ B nhân S cộng B nhân S thì rõ ràng bằng 0. Vậy rõ ràng nó không mâu thuẫn với định lý động năng. Động năng ở vị trí D2 trừ động năng tại vị trí D1 đúng bằng 0. Nghĩa là nó không có mâu thuẫn nha. Nó không mâu thuẫn với định lý động năng. Để cho các em. Đấy. Định lý động năng này là độ biến thiên động năng bằng công của ngoại lực. Dù ở đây công ngoại lực khác, khi nâng lên thì tất nhiên là phải có thực hiện công rồi. Công khác không. Nhưng mà khi mình áp dụng định lý động năng á, thì độ biến thiên động năng bằng công của ngoại lực ở đây mình tác dụng vào đây mình thấy rằng cái động năng này, độ biến thiên động năng này đúng bằng 0. Ứng với trường hợp D2 bằng 0, D1 bằng 0, hiệu này bằng 0. Thỏa mãn với định lý động năng thì nó không có mâu thuẫn nha. Câu 7. Vì sao các búa máy đóng cọc được chế tạo rất nặng, là nghĩa là khối lượng lớn này. Khi hoạt động, búa phải được kéo lên độ cao, càng cao lên. Vậy là các em biết rằng là
để búa máy đóng cọc á, mà để đóng được cọc á, thì chắc là búa đó phải có khối lượng lớn và phải đưa nó vật lên trên độ cao rất là cao để tăng cái thế năng ban đầu. Để tăng cái thế năng ban đầu thì quy tắc là tăng thế năng ban đầu. Tăng thế năng ban đầu là chúng ta tăng khối lượng m và chúng ta tăng độ cao h. Tại vì thế năng thì được tính bằng mgh. Và chúng ta tăng thế năng ban đầu bằng cách tăng m và tăng h. Từ đó khi mà vào trong quá trình chuyển động xuống á, thì toàn bộ cái thế năng ban đầu này nó chuyển hóa thành động năng ngay trước khi nện vào đầu đầu cọc, đúng không các em? Đó. Lúc này cái đoạn thế năng ban đầu này chuyển hóa thành động năng. Động năng. Nào, động năng. Và thế năng ban đầu chuyển hóa hoàn toàn thành động năng. Do đó thế năng ban đầu tăng dẫn đến động năng nó sẽ tăng. Động năng ở đây tăng là động năng ở vị trí mà ngay khi mà chạm vào đầu cọc nha, thì tăng lên. Vì thế mà sẽ dễ dàng cọc nó sẽ dễ dàng bị lún sâu vào mặt đất hơn. Các em có hiểu như là định luật bảo toàn cơ năng vậy? Thì cơ năng bảo toàn mà cơ năng ở vị trí ban đầu phải bằng cơ năng ở vị trí dưới dưới đầu cọc. Do đó là toàn bộ cái thế năng này nó đã chuyển hóa hết hoàn toàn thành động năng ngay khi mà chạm vào đầu cọc. Do động năng ban đầu tăng thì động năng ngay khi chạm vào đầu cọc càng tăng. Do đó cọc càng dễ bị lún sâu hơn. Câu 8, làm thế nào để một cái quả bóng sau khi đập xuống sàn có thể nảy lên cao so với vị trí ban đầu? Một quả bóng mà sau khi đập xuống dưới sàn nhà mà có thể nảy lên lại độ cao ban đầu. Trong thực tế thì không bao giờ xảy ra trường hợp này. Chúng ta phải có tác động từ bên ngoài, đúng không em? Và bóng mà từ trên rơi xuống thì chắc chắn là nó phải ma sát với không khí là một. Tại vì chuyển động của nó trong chất lưu phải có ma sát, có lực cản không khí. Và khi chạm vào nền đất thì một phần năng lượng của nó đã chuyển hóa thành cho mặt đất nữa. Nó mất đi một phần năng lượng nữa sau khi va chạm nữa. Vậy làm thế nào để đạt độ cao ban đầu thì mình phải có một cái năng lượng bù lại, cung cấp lại cho nó khi nó qua rơi xuống và để rơi lên, cung cấp lại năng lượng mất đi, tiêu hao đi. Chà. À, cái bài này thầy đọc không kỹ đề các em. Nảy lên cao hơn luôn các em, nảy lên cao hơn. Bình thường là không thể nào bằng cái độ cao ban đầu rồi. Nhưng mà muốn cao hơn thì sao? Ví dụ chúng ta thấy rằng khi chúng ta thả bóng xuống từ vị trí này, thả xuống dưới mặt đất thì chúng sẽ rơi xuống, đúng không nào? Do ma sát thì sau khi mỗi lần nảy nó sẽ nảy lên, nó sẽ thấp dần đến khi dừng lại, đúng không? Nên nó sẽ có một cái đồ thị ví dụ như thế này. Sau đó nó sẽ xuống, sau đó nó lên lại thấp gì, xuống lên lại thấp gì, đó như thế, sau đó nó dừng lại. Nhưng mà ở đây để yêu cầu là nảy lên cao hơn so với vị trí ban đầu luôn. Mình coi như đề không nói gì, mình coi như cơ năng bảo toàn đi. Nếu cơ năng bảo toàn á, thì nó cao lắm là rớt xuống là lên lên lại là về vị trí ban đầu thôi, chứ không có cao hơn được. Bây giờ nếu mà chúng ta truyền vận tốc vào thì dẫn đến là thầy đặt là cơ năng ban đầu là V0 thì nó bằng bằng 1 phần 2 m với bình cộng cho mgh, đúng nào? Khi mình truyền theo vận tốc ban đầu V0 vào, đúng không? Sau khi vật nảy lên, sau khi vật rơi xuống và nảy lên thì cơ năng vẫn không đổi, nghĩa là cơ năng sau khi mà nó nảy lên đó là V01 á, thì nó lại bằng độ cao cực đại là mgh phẩy. Do cơ năng bảo toàn thì cái m cái v kép này nó bằng v kép không, dẫn đến nó bằng mgh phẩy. Do đó dẫn đến là cái h phẩy này nó phải lớn hơn h, chưa nào? Cái mình giống không đó. Vậy là chúng ta phải cung cấp cho vật một cái vận tốc ban đầu, phải không? Và lúc này cái cơ năng sau khi vật nảy lên đến độ cao h phẩy đó, nó sẽ bằng cơ năng ban đầu, dẫn đến là cái này bằng cái này, vì thế mà cái h phẩy nó phải lớn hơn h nha. Vậy là chúng ta cần cung cấp một vận tốc ban đầu thôi. Câu 9, trên một đồi cát tại Mũi Né, thành phố Phan Thiết, du khách sử dụng một tấm ván để trượt từ trên một cái ngọn đồi cao xuống dưới để tạo một trải nghiệm trượt tốt. Du khách thường được khuyên di chuyển lên các đoạn đồi cao hơn và dốc vì tốc độ trượt sẽ nhanh hơn. Giải thích nguyên nhân
cho cách làm trên. Ngoài ra có cách nào để khác để tăng cái tốc độ trượt hay không? Thì tất nhiên là phải lên độ cao để tăng cái thế năng ban đầu. À, để tăng cái thế năng ban đầu thì hoặc thế năng ban đầu tăng lên thì nó chuyển hóa thành động năng sẽ tăng lên. Nghĩa là động năng ở chân mặt phẳng, chân ở máng trượt á sẽ tăng lên, vì thế tốc độ sẽ nhanh hơn. Cách khác là chúng ta sẽ giảm ma sát, ha. Chúng ta giảm ma sát giữa người và cái máng trượt bằng cách là người ta cho nước vào, hoặc là người ta tìm cách là chúng ta mặc áo, mặc áo mà giảm ma sát các em, hoặc là chúng ta dùng một cái máng trượt. Máng trượt này phải mỏng và nhẹ, và cái bề mặt nó phải phẳng và nhẵn, phẳng và nhẵn để cho giảm ma sát, vì thế mà tốc độ sẽ nhanh hơn. Tại sao trong môn nhảy cao các vận động viên đều nhảy phải chạy đà trước khi giảm nhảy? Chạy đà để tạo ra một cái động năng lớn, đúng không? Tại vì chạy đà là chạy rất là nhanh, để trước khi giảm nhảy tạo ra một động năng lớn, động năng cực đại, dẫn đến sẽ tạo ra một thế năng cực đại lớn. Tại vì động năng ban đầu lớn thì thế năng cực đại sẽ lớn, mà thế năng cực đại càng lớn thì cái độ cao sẽ lớn. Ha. Câu 11. Xét một cái vật nhỏ bắt đầu chuyển động trên một đoạn đường trượt không ma sát từ A đến C là không ma sát, nghĩa là cơ năng sẽ được bảo toàn. Sau đó trượt trên đoạn nằm ngang có ma sát là CD. Em hãy cho biết động năng của vật tăng, động năng của vật tăng, giảm hoặc là bằng hằng số trên những đoạn nào. Đầu tiên động năng nha, trên đoạn AB là tăng không? Tại vì vật rơi xuống sẽ nhanh dần, động năng tăng trên đoạn AB này. Trên đoạn AB là VKD tăng nha. Trên đoạn BC thì VKD sẽ giảm. Đúng không em? Chuyển động chậm này. Bằng hằng số trên những đoạn nào? Trên đoạn CD thì có ma sát thì vật chuyển động chậm lại rồi thì động năng cũng giảm luôn. Tiếp theo là cơ năng của vật tăng giảm bằng hằng số trên những đoạn nào? Đầu tiên cơ năng của vật là tăng giảm hoặc bằng hằng số, hoặc là thì chính là cơ năng bằng hằng số trên đoạn từ A đến B, B đến C. Cơ năng sẽ không đổi. Nhưng mà từ C đến D thì cơ năng sẽ giảm xuống. Tại vì một phần năng lượng đã chuyển hóa để thắng được công của lực ma sát. Một phần năng lượng đã mất đi do chuyển thành nhiệt năng, là do lực ma sát cản trở chuyển động. Do đó trên đoạn này thì cơ năng sẽ là giảm này. Còn này là cơ năng sẽ là hằng số. Cơ năng thì viết thành chữ B kép không nha. Thì các em có hình dung là trên đoạn CD thì rõ ràng là thế năng không đổi, nhưng mà động năng là giảm thì dẫn đến cơ năng giảm thôi. Rồi câu 12. Một cái vật nhỏ bắt đầu trượt từ đỉnh của một đường trượt không ma sát cách đất một đoạn H. Sau khi trượt đến chân đường trượt thì vật tiếp tục trượt trên đoạn đường nằm ngang một đoạn F rồi mới dừng lại. Ma sát trên đoạn đường này là đáng kể. Nếu mà độ cao H ban đầu được nâng lên thì S sẽ thay đổi như thế nào? Tại sao? Thì để tìm được S và H thì các em cố gắng tìm mối liên hệ giữa S và H. Tìm mối liên hệ giữa S và H. Trên đoạn đường này trượt là không ma sát nên cơ năng sẽ bảo toàn. Nên chỗ này chúng ta sẽ có là cơ năng của nó là MGH. Và xuống đây nó chuyển hóa thành động năng cũng bằng MGH luôn. Đúng các em? Tại vì cơ năng bảo toàn mà MGH, chỗ nào cũng MGH hết. Chỗ này sẽ động năng bằng MGH. Sau khi trừ một đoạn đường dài thế này là S rồi thì nó dừng lại. Đúng không? Dừng lại. Bây giờ mình cố gắng mình tìm một mối liên hệ giữa S và H. Thì khi nó dừng lại thì toàn bộ cái cơ năng năng lượng này nó chuyển hóa thành công của lực ma sát. Và công của lực ma sát thì bằng F ma sát nhân cho quãng đường S. Độ lớn á, độ lớn của công của lực ma sát nó bằng MGH luôn. Mà F ma sát thì bằng hệ số ma sát nhưng mà trọng lực, tại vì vật chuyển động theo cái phương ngang nên cái lực ma sát thì nhắc lại. Lực ma sát thì bằng hệ số ma sát là đáng kể nha, nhân phản lực N. Trong trường hợp này N bằng B nên bằng mi nhân MG. Thì ráp ở đây là mi nhân MG nhân S bằng MGH.
Từ đây thầy sẽ rút ra được công thức liên hệ giữa H và S. H ban đầu được nâng lên thì S như thế nào? Rút S ra đi. S thì bằng H chia mi. Hệ số mà sạch đây. Rõ ràng H và S đã tỷ lệ thuận với nhau. Vậy nếu chúng ta nâng độ cao ban đầu lên thì lúc này cái quãng đường mà vật dịch chuyển á, trên đoạn đường nằm ngang sẽ tăng lên. Nha. Vậy là khi H mà tăng lên thì dẫn đến là cái độ cao càng tăng lên thì S nó sẽ tăng lên theo. Thứ hai là nếu mà tăng khối lượng của vật lên, nghĩa là M tăng lên này. M tăng lên này. Thì cái S nó thay đổi như thế nào? Tại sao? Trong công thức này các em thấy rằng S nó không phụ thuộc vào khối lượng, S nó chỉ phụ thuộc vào cái quãng đường này phụ thuộc vào cái H và phụ thuộc vào hệ số ma sát thôi. Nó không phụ thuộc vào khối lượng. Nha, nên nó là sẽ không thay đổi. S sẽ là không đổi. Vì S nó không phụ thuộc vào M. Nha. Từ công thức này. Đó, nó không phụ thuộc vào M. Em thấy có vô lý hay không? Thực tế không vô lý nha. Tại vì khi mà vật trượt xuống, tất nhiên là cái khi mà M tăng lên thì dẫn đến thế năng ban đầu tăng. Nên cái động năng á, năng lượng ở đây sẽ tăng. Nhưng mà năng lượng nó tăng lên, khối lượng tăng lên thì dẫn đến cái lực ma sát nó sẽ cũng tăng lên theo. À, lực ma sát nó tăng lên theo. À, tại vì khối lượng tăng, tại vì khối lượng và phản lực nó tỷ lệ thuận với nhau. Lực ma sát và khối lượng tỷ lệ thuận với nhau. Do đó khi năng lượng tăng lên như thế này, M tăng thì dẫn đến cái công của lực ma sát cũng tăng. Vì thế mà quãng đường S này vẫn không đổi thì chúng ta tăng khối lượng của vật lên. Câu 13. Hai cái vật nhỏ giống hệt nhau được ném từ cùng một độ cao ban đầu. Nếu với cùng một độ cao ban đầu. Xem sức cản không khí là không đáng kể, vật nào sẽ đạt độ cao cực đại lớn hơn. Tại sao? Vật nào sẽ đạt độ cao cực đại lớn hơn và vì sao? Nhớ là ném lên cùng tốc độ ban đầu. Thì các em có thể giải thích bằng định luật bảo toàn cơ năng. Đầu tiên là V1 là ứng với cơ năng ở vị trí số 1 là vị trí ban đầu lúc ném lên. À, chính là ứng với động năng. Đây là V2 là vị trí lúc ném. Ta gọi V01, V02 đi. V02 là vị trí lúc ném. Sau khi ném lên đến độ cao thì do là thằng này chuyển động ném xiên. Thằng này chuyển động phương thẳng đứng. Khi lên đến độ cao cực đại thì cơ năng của này sẽ là bằng gì? Là V là cơ năng này là V năng cơ năng 1 thì nó bằng MGH. Nghĩa là nó bằng thế năng thôi. Nó không có động năng. Đúng không? Còn trường hợp thứ hai ứng với trường hợp ném xiên. Ném xiên khi vật đến độ cao cực đại rồi á, nó vẫn chuyển động thì phương ngang. Vận tốc vẫn chuyển động. Khi mà ném xiên thì vận tốc ở độ cao cực đại nó vẫn chuyển động nha các em. Nha, tại vì ném xiên mà, vận tốc này nó chuyển động thì phương ngang. Tuy nó không có vận tốc theo hướng y nhưng mà nó lại hướng thẳng đứng mà nó có cái vận tốc theo cái hướng nằm ngang. Nên á là cơ năng V2 ứng với trường hợp thứ hai này nè, ném xiên á thì bằng động năng cộng thế năng. Chưa? Thế năng là thế năng phẩy trường hợp thứ hai đi. Động năng hoặc thế năng. Do cơ năng không có đổi và là V1 nó bằng V2. Do cơ năng không đổi dẫn đến các em thấy rằng thằng này là động năng cộng thế năng, thằng này này là thế năng, hai này bằng nhau, chứng tỏ là VKT để nó bằng hai này thì hiển nhiên VKT nó phải lớn hơn VKT phẩy. Từ đó mình sẽ có được VKT nó phải lớn hơn VKT phẩy hay là MGH lớn hơn MGH phẩy. Từ đó mình suy ra H sẽ lớn hơn H phẩy, nghĩa là cái độ cao trong trường hợp ném theo phương thẳng đứng sẽ đạt độ cao lớn hơn so với ném xiên. Mình dùng không? Cái cơ năng ban đầu chính là động năng này. Đây đầu động năng. Và sau khi đến độ cao này, cực đại, thì chính là V1 bằng MGH, chính là bằng thế năng cực đại. Nên là V2 sẽ bằng động năng cộng thế năng cực đại. Khi đến độ cao cực đại thì lúc này vật vẫn có động năng. Do cơ năng bảo toàn nên hai cái này bằng nhau. Hai cái này bằng nhau á thì dẫn đến cái VKT này phải lớn hơn VKT phẩy. Dẫn đến là H sẽ lớn H phẩy.
Nghĩa là độ cao trong trường hợp ném theo phương thẳng đứng sẽ cao hơn so với ném theo phương xiên. Và là chúng ta đã hoàn thành cái bài số 17 này. Thì cảm ơn các em thì ở video này nhé. Thân mến chào các em.